Chào mọi người, chúng ta sẽ đi phân tích chứng khoán phái sinh và một vài nhận định cho bên cơ sở nhé. Ngày hôm nay chúng ta có một phiên mà thị trường giằng co, nó tiếp tục đi sideways ở trên vùng 8x 9x. Thì rõ ràng giai đoạn này giai đoạn thị trường phân hóa, chúng ta sẽ tham minh cổ phiếu khỏe nhất thị trường chúng ta chơi thôi. Ngày hôm nay phái sinh thì có một nhịp điều chỉnh rung lắc, thì nhớ là chúng ta có một cái nhận định từ ngày hôm qua là có một vùng SMA20 quanh cái mốc giá 06.x của chạc ngày đấy, thì ngày hôm nay có một cái nhịp nó đánh quét về cái low của chạc ngày sau đó đi lên. Thì về xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng của chạc ngày và giá đang tiếp cận vùng cản trên nên nó sẽ có những nhịp rung lắc. Giai đoạn này chúng ta sẽ đánh sideways thôi, đánh sideways và chủ động chốt lời bớt vị thế. Đầu phiên sáng thì mọi người chú ý là gì? Chúng ta có một nhịp giá đẩy lên UA, đúng không? Đẩy lên UA, đúng không? Sau đó quay trở lại, nhớ là gì? Nó có một von bán xuất hiện quay trở lại. Đây mọi người có thể thấy là gì? Sau khi nó tạo ra cháp ở trên vùng này nó có một cái von bán M3 và nhớ là gì? Đây là cái vùng bay, tạo ra vùng bay và break khỏi cái vùng bay này với con bán tăng mạnh, đúng không? Tăng dần thì chúng ta view là gì? Giá nó sẽ điều chỉnh về vùng 11, 12, sau đó chúng ta sọt tiếp vùng 13 đi xuống. Đó. Cái nhịp này thì chúng ta view là vùng 16 nó phải điều chỉnh về vùng 13 nhé, vùng 11, 12 đúng không nào? Đó thì chúng ta sẽ cùng chờ xem, là những cái nhịp mà nó bull back ở những cái vùng này đó lên trên vùng SNR 12, 13. Đây là những nhịp chúng ta canh bán xuống. Đó thì thị trường nó tạo ra một cái cấu trúc, là gì? Drop, bay, drop. Thì khi mà lên trên vùng này chúng ta tiếp tục canh bán xuống. Thì những cái nhịp mà nhớ là những cái nhịp mà chúng ta chốt lời bớt vị thế thì rõ ràng có những tín hiệu của VN đảo chiều đây. Quanh cái vùng giá 0.05.x đúng không? Mọi người có thể thấy 0.05.x có những cụm von to nhưng mà giá không giảm mấy, cộng với ở đây là chúng ta có Quasimodo, thì đó là cái vùng chúng ta lên quản trị vốn và lên chốt lời vị thế nhé mọi người nhé. Đây chúng ta có Quasi rất rõ ràng này, đây là Quasimodo đúng không ạ? Thì cái mục tiêu hồi phục này thì chúng ta chờ đợi confirm thôi, chờ đợi những vùng giá như vùng 08.x chúng ta đánh lên trên vùng 11.x. Đây chính là cái vùng mà vùng cung tạo ra trước đó đúng không? Thì chúng ta chờ đợi những cái vùng này chúng ta bán xuống này và cuối phiên chốt lời bớt ở 07, 08. Đây là vùng, đây cũng là một vùng cầu ở cuối phiên, nó rõ ràng cái nhịp mà nó đánh nó có cụm OB này đó, và con M5 có rút chân, có pin lên pin 3 mọi người nhé. M5 có pin 3 là cái giai đoạn chúng ta sẽ phải chốt lời tất cả những cái lệnh sọt ở bên trên, sọt điều chỉnh ngày hôm nay ở bên trên xuống, và cuối phiên có đánh một cái nhịp mà hồi phục đi lên. Rõ ràng cái nhịp này nó đang manh nha một nhịp tạo ra một cây engulfing của H1. Thì H1 chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp mà đánh tiếp tục đánh lên, ít nhất là lên cạnh trên của TR vùng 16, có thể trong 1-2 phiên tới nó sẽ đánh lên trên vùng 2x, mọi người chú ý nhé. Chúng ta sẽ đi lại xem lại cái lệnh của chúng ta này. Nghĩa là buổi sáng chúng ta có một lệnh sọt ở quanh vùng 12x 14, thì rơi vào thời điểm mà 10 giờ 23 buổi sáng, thì rõ ràng khung giờ 10 giờ 23 chúng ta có một lệnh sọt tương đối ổn, đó chính là vùng này 12x đúng không? 12 x 13. Thì sọt thì chúng ta sẽ target về vùng 07 với vùng Quasimodo 08, 07, chốt lời dần ở đây thôi, và chúng ta view là chúng ta sẽ long lại vùng giá 04. Tuy nhiên là giá bật ở 05 nó đã bật lên rồi, thì sau đó chúng ta chốt rồi các lệnh sọt ở 07 mọi người nhé. Và mình view là gì? Có một lệnh nhịp hồi ở vùng 07, 08, đó chính là vùng 13 giờ 28. Thì chúng ta view là long hồi vùng này đúng không? Sau một rưỡi long hồi với mục tiêu hồi lên vùng 11.x thôi. Đó thì lên trên vùng cung này chúng ta sẽ sọt lại cuối phiên cái nhịp này, và nhớ là cái nhịp sọt cuối phiên mình có timing với cả mọi người đấy. Chúng ta có một cái xu hướng mà mình sẽ update canh sọt xuống ở đây vùng bay. Tuy nhiên là gì? Giá ở cái nhịp cuối phiên ấy, nó vẫn đỡ được cái vùng giá 05, 07 thôi đó, và mình view là gì? Mọi người sẽ phải chốt lời bớt và nhớ là 2 giờ 05 mà không thủng, 2 giờ 15 mà không thủng cái vùng giá 05, 07 thì chúng ta sẽ phải chốt lời các lệnh sọt nghỉ thôi. Thì đó là những tín hiệu mà manh nha ở cuối phiên, nó có những nhịp rung lắc kéo xả, nó quét SL những cái đội long sọt đuổi đó. Thì đấy là cách đánh của Tạo Lập khi mà xuất hiện những cái nhịp mà đánh ở 2 giờ 15 nhé. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy là gì? Những cái nhịp nó tạo đáy và tạo những cái đáy hồi phục ở cái vùng 2 giờ 03 này, 2 giờ 05 đến 2 giờ 15 nhé. Đó là những cái nhịp mà nó hay có những tín hiệu tạo đáy hồi phục ở những cái vùng này đó. Và ngay ở những đầu phiên sáng cũng vậy. Ở phiên sáng mà đạp trước 10 giờ 30, sau đó có nhịp hồi từ 10 giờ đến 10 giờ 30 thì chú ý là gì? Cái khung giờ 10 giờ 30 và 11 giờ chúng ta sẽ tìm những tín hiệu confirm xu hướng, chúng ta sẽ đánh tiếp. Đó, ví dụ như hôm nay chúng ta có một cái nhịp mà có thể canh sọt xuống tiếp vùng 10 trên bích đấy. Xuống 5 thì đây là cái nhịp và xác nhận là cái mốc tham minh sau 10 giờ 30 nhé, chú ý nhé. Thông thường sẽ có những mốc tham minh như vậy. Về bên cơ sở thì rõ ràng giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường kéo xả, đúng không? Rung lắc ở trong vùng 7x đến 9x. Và chúng ta sẽ cần chờ thêm một vài phiên rung lắc ở trên vùng này. Và chúng ta sẽ tham minh những cổ phiếu khỏe nhất thị trường chung thôi. Giai đoạn này là giai đoạn mà nhìn chung là gì? Cổ phiếu phân hóa mạnh và phân hóa trong các ngành nữa. Đó, các ngành và các cổ phiếu trong từng ngành cũng có sự phân hóa. Không phải là cổ phiếu nào cũng tăng tốt mọi người nhé, không phải cổ phiếu cùng một ngành nào tăng tốt. Ví dụ chúng ta có những cổ phiếu gãy kênh như PVD thì không thể nào mình tham minh ưu tiên hơn bằng những con như PVB được, đúng không? Những cổ phiếu rõ ràng những cái nhịp hồi nhịp bật nó mạnh hơn rất nhiều. Đó, ví dụ như cổ phiếu dòng đầu PVD thì không thể khỏe bằng những cổ phiếu như OIL được, đúng không? Những cổ phiếu BOI này, PLX này. Thì rõ ràng những cổ phiếu này là những cổ phiếu chúng ta ưu tiên nhất. Đó, thì ngày hôm qua chúng ta phân tích một bài rồi. Những cổ phiếu khỏe nhất thị trường chung, thứ nhất là kênh trên, thứ hai là đang một xu hướng tăng mạnh. Những cổ phiếu mà đang một xu hướng tăng mà theo cái trường phái của William O'Neill ấy, thì chúng ta thấy thứ nhất là cổ phiếu này phải đóng trên MA, những đường MA dài hạn, MA 200, 100 và 50. Đó, và cái yếu tố là sau khi mà test lại những cái vùng này, đó, tái tích lũy ở những vùng gần những vùng đỉnh cũ, thì chúng ta có thấy là những cái yếu tố về kiệt về thanh khoản, sau đó thì giá đẩy lên tiếp, đúng không? Và những phiên pivot đây là những phiên mà đánh tiếp của cổ phiếu PLX. Thì dù mình đã đánh PLX từ vùng 36 rồi, mua thêm 443 rồi, thì những cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn kỳ vọng một nhịp chạy nước rút. Đó, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cổ phiếu khỏe nhất thị trường chung. Và nhớ là gì? Danh mục ngày hôm nay chúng ta đánh khá tốt, cổ phiếu ngày hôm nay chạy khá ổn, đúng không? Và chúng ta tiếp tục hold lại thôi. Giai đoạn này giai đoạn mà chúng ta hold lại. Và ngày hôm nay có một vài điểm đánh mới đấy. Đạm Cà Mau chúng ta có vị thế mua mới ở vùng 38. Những vị thế chúng ta mua 3233 chúng ta hold tiếp. Và mục tiêu lên chừng 4445 trên mic nhá. Đạm Cà Mau. Đó, thì Đạm Cà Mau ngay ở phiên sáng mọi người chú ý này. Chúng ta có những cái nhịp điều chỉnh ở vùng về vùng 38 trên mic để chúng ta phải mua. Nhớ là sau khi mà nó tạo ra hai đỉnh ở vùng 38 trên mic và break lên với có dòng tiền vào, đúng không? Thì những cú test lại là cơ hội chúng ta phải tham minh chơi. Đó, không thể nào mà chúng ta view là nó sẽ phải quay trở lại vùng 35 được. Rõ ràng khi mà có SS thì mọi người có thể chơi, nhưng tuy nhiên là với tỷ trọng nhỏ thôi, đúng không ạ? Với tỷ trọng nhỏ trước đã. Còn những vị thế mua ở vùng giá 31, 33 chúng ta hold tiếp, nắm giữ tiếp nhé. BSR, cổ phiếu BSR thì hôm qua phân tích rồi, chúng ta có điểm đánh ở 22.x21 thôi, T cộng. Còn những vị thế chúng ta mua ở vùng 20.x thì sẽ tiếp tục cầm thêm, đúng không? Và chúng ta sẽ chờ đợi vùng giá 21 đến 23. Cổ phiếu này sẽ tái tích lũy ở trong vùng này và chờ đợi những phiên xác nhận nhá. Phiên xác nhận thì nó sẽ rơi vào thanh khoản thì nó sẽ cao gần bằng cây này, có thể là cao bằng cây văn bán trước đó ở đây. Đó thì là một cái phiên mà chúng ta xác nhận là đánh tiếp của BSR. Chúng ta sẽ chờ khoảng tầm một tuần nữa sẽ có điểm chơi của BSR nhé. Chúng ta nắm giữ OI. OI thì tiếp tục đánh lên, OI thì target sóng lên vùng 18. Vùng 18 chúng ta sẽ chốt lời đa phần, nhìn chung là khả năng cao sẽ chốt hết sóng của OI. Tuy nhiên là nhớ là gì? Chúng ta có một vùng SNR quanh vùng 15.x. Thì vùng này nếu như ngày mai đẩy giá lên chúng ta sẽ chốt một phần. Và canh những nhịp rung lắc chúng ta sẽ cover lại và đánh lên 18 là hết sóng. Đánh lên 18 thôi. Còn lên trên này nó tái tích lũy lại thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Đó, những cổ phiếu của dòng hóa chất thì chúng ta có CFV. Hóa chất CFV rõ ràng ngày hôm qua view rồi, ngày hôm trước view rồi. CSV một nhịp chạy nước rút, đúng không ạ? Chúng ta thấy một nhịp chạy ở trong pha E. Thì sau khi cổ phiếu tái tích lũy vẫn là cái bài cơ bản của chúng ta thôi. Giá đóng trên MA 200 trong một cái bối cảnh khoảng vài tháng trở lại đây, đúng không? Đây này, từ đây này. Đó thì ít nhất là cổ phiếu đã tăng trong một khoảng thời gian nhất định rồi. Sau đó là những cái nhịp mà điều chỉnh thị trường, cổ phiếu tái tích lũy và vẫn đóng trên các đường MA, vẫn đóng trên 50 trên 100 trên 200 thì rõ ràng đây là cổ phiếu kênh trên và có sức mạnh có sức mạnh trong bối cảnh thị trường chung có những nhịp điều chỉnh, cổ phiếu vẫn giữ được sức mạnh của nó thì vẫn ưu tiên canh đánh những cổ phiếu như này. Đó thì DDV là cổ phiếu ngày hôm nay chúng ta đánh, và cổ phiếu này đã chạy khoảng hơn 10% rồi, tiếp tục hold, đúng không? DDV ngày hôm qua chúng ta đã chơi, hôm trước chơi rồi. Đó thì CSV mình view nó chạy đúng không? Nó đã chạy rồi thì DDV là sẽ canh đánh. Mọi người chú ý là ngày hôm trước chúng đã call rồi, mọi người chú ý cái điểm đánh của chúng ta 19x đến 20 đánh DDV thì những nhịp rung lắc mọi người có thể mua thêm, cover thêm. Đó. TRG cũng vậy, đúng không? Chúng ta chơi ở vùng giá 26.x, đúng không? Hold tiếp vị thế ở trên vùng giá 20 thôi, và cổ phiếu này thì vẫn tiếp tục là sideway up đánh lên tiếp thôi. VGT vậy, ngày hôm nay khá ổn đúng không? Giá 16.x. VGT ngày hôm trước thì chúng ta mua thêm được cái nhịp quanh 16.x được nhá, mua thêm được. Rồi chúng ta đi đến một vài cổ phiếu của dòng banh đi, AIB này. AIB thì rõ ràng nó có gap đây, nó phải quay trở lại về lấp đúng không? Lấp gap rồi test lại những đường MA này, hold được giá trên vùng 18.x thì chúng ta sẽ có thể tham minh. Nhìn chung là những cổ phiếu dòng banh thì không có nhiều cơ hội, để lợi nhuận tăng đột biến được. Chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà có thể là sát đáo hạn phái sinh, có những phiên xác nhận. Ví dụ như chúng ta sẽ canh phái sinh là những cổ phiếu dòng banh khi mà nó hấp thụ động cùng đây và xác nhận có những phiên đánh break ở vùng này với thanh khoản tăng đột biến thì cái thời điểm đó chúng ta sẽ đánh long phái sinh, đánh big long. Còn giai đoạn này những cái nhịp long phái sinh cũng chốt lời bớt vị thế trên vùng cản, đó chính là vùng 16 và vùng 20. Đó. Tiên Phong Banh. Tiên Phong Banh vậy đúng không? Mình view là mọi người phải lên cơ cấu ở vùng bay này, cái vùng 18 cộng trừ. Thì Tiên Phong Banh thực ra thì nó vẫn đang đi sideways ở trên vùng 17, 18 này thôi. Mọi người chú ý là quản trị vốn trên vùng này và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà check out xuống biên dưới 16x, 17 thì chúng ta sẽ chơi T, chứ còn đoạn này ở trên cái vùng 18.x thì chúng ta sẽ hạn chế đu nhá. Techcombank. Techcombank thì mình cũng view rồi đúng không ạ? Nó đánh cái nhịp là đánh T thôi, quanh mốc 22.x đi lên rồi. Lên trên vùng 24.x quản trị vốn. Cổ phiếu dòng banh thì đang tái tích lũy, hoặc cũng có thể là những cái nhịp mà phân phối nhưng mà phải kéo lên chứ không rơi luôn được, mọi người chú ý. Đó, Vietcombank chúng ta vẫn đang chờ đợi vùng biên dưới vùng 84.x thôi, đúng không? Vùng này rất quan trọng. Chúng ta đến với cổ phiếu Liên Việt Postbank thì rõ ràng Liên Việt Postbank là một cổ phiếu mà sức mạnh cổ phiếu rất là khỏe đúng không? Thì đến cái giai đoạn hiện tại thì Liên Việt Postbank đến cái thời điểm chúng ta sẽ cần phải chốt lời. Đó. Cổ phiếu này đã tạo đỉnh hay chưa thì rõ ràng thì nó vẫn là đang vượt đỉnh và cái xu hướng tăng vẫn được củng cố thôi. Về cơ bản chúng ta vẫn có thể hold được. Tuy nhiên là gì? Cổ phiếu này thì không có điểm mua mới, chỉ là những điểm chúng ta mua ở 20.x đúng không? Và hold hàng thôi. Thì cổ phiếu là chúng ta được hơn 50% lợi nhuận rồi, chúng ta chốt đa phần được rồi và dành tiền ra đánh những mã khác. Đó. Cổ phiếu chúng ta đang kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới đó chính là IDI. IDI chúng ta sẽ cần chờ đợi hấp thụ lượng cung ở trên 12.x và có thể là cổ phiếu này rung lắc quay trở lại vùng gáp ở bên dưới đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi đánh ở cạnh dưới thôi và chờ đợi nó break khỏi cái the break này, và có nhớ là gì, vẫn là yếu tố demand tăng dần nhé, yếu tố demand tăng dần và xác nhận một phiên mà đánh vượt được cản chéo với thanh khoản trên 10 triệu cổ là thời điểm chúng ta đánh IDI. IDI chúng ta đang chờ đợi nhé, chỉ có đánh vùng biên dưới thôi, không được mua đuổi và cơ cấu bên trên cộng với chờ phiên xác nhận đánh. Đó. Chúng ta có cổ phiếu của dòng cao su đi, GVR. GVR là cổ phiếu mà chúng ta tham minh chơi GVR nhé mọi người nhé. Trong phiên tới chúng ta sẽ có thể canh đánh ở vùng giá 35, 36 một phần tỷ trọng nhỏ thôi. Vì thế hold GVR chúng ta vẫn hold vùng giá 32, 33.x và chờ đợi phiên cho ngày mai xác nhận. GVR nếu như ngày mai mà đánh lên thì có thể là chúng ta đánh một trận long phái sinh đúng không? Thì giá có thể là chạy đúc rút ngay ở trong ngày mai. Đó thì GVR chúng ta sẽ target về vùng 40 đến 46. Cổ phiếu DRC, cổ phiếu chúng ta sẽ có thể tham minh quan tâm DRC. Tuy nhiên là gì? Mình đang muốn tập trung đánh GVR hơn. Đó, DRC chúng ta sẽ cần phải chờ nó kill được cái cây bán em trước đúng không? Có thể 1-2 cây cạn cùng ở đây sau đó đi lên. Nhìn chung là cổ phiếu này vẫn là cái câu chuyện sức mạnh của cổ phiếu thôi, vẫn đóng trên MA200, xu hướng dài hạn vẫn là tăng và cấu trúc thị trường test LPS thành công, cổ phiếu quay lên trên vùng cung thì cần chờ tái tích lũy thôi, vẫn giữ được ở trên ba đường MA này, vẫn hướng lên trên, vẫn là một xu hướng tăng mạnh được. Và đánh ưu tiên đánh cứ bull back tại về LPS đúng không ạ, về vùng base nó sẽ đánh liên tiếp. Đó thì những điểm này vẫn là đánh điểm đánh T cộng này. Đó. Ngày hôm nay thì những cổ phiếu chúng ta view từ ngày hôm trước thì vẫn tăng tốt ngày hôm nay thôi, không có gì cả nhé. Bất động sản kênh dưới chúng ta tránh ra xa ra nhé, không đánh. Chúng ta có thể là canh đánh STK, canh đánh Vinamilk cũng có thể là canh, nhưng mà cổ phiếu trong nhóm trụ thì nó sẽ dao động, nó rất là biên độ rất là hẹp, biên độ lợi nhuận không nhiều, nên mọi người sẽ đánh những cổ phiếu ở mid cap nhé, đánh cổ phiếu mid cap ưu tiên hơn. Đó. Những cổ phiếu bất động sản thì chúng ta nhớ là gì? Con nhà. Đó, con nhà 30 chấm bích. Đúng không? Là mọi người có thể là cơ cấu những cái nhịp mà chốt lời bớt vị thế ở vùng 27 28, chốt lời bớt ra hai cây bán này. Đó. Cổ phiếu này thì canh rung lắc tiếp tục 27 28 chúng ta mua lên thôi, nếu như có giá đó nhá, canh mua lên tiếp. Con Đạt Phương, thì nhớ là quản trị vốn một phần ở trên vùng 59 và chờ rung lắc tiếp tục ở vùng giá 56 chấm x, chúng ta sẽ canh mua liên tiếp nhé. Đó thì những cổ phiếu bất động sản kênh trên chúng ta sẽ theo dõi. Ngày hôm nay thì chúng ta khá bất ngờ sau khi KDH có một cây S3 thì giá khả năng cao KDH nó sẽ quay trở lại vùng giá 35 chấm x đó, quanh 34 35 chấm x chúng ta sẽ tham minh chơi con KDH này. Đó, còn những cái vị thế chúng ta đánh ở trên vùng giá 36, 37 thì nhớ là khi mà giá hồi phục lên sát 38 cộng trừ, chúng ta sẽ phải chốt lời bớt vị thế KDH ra. Để KDH thì nhớ là chúng ta sẽ cần phải chờ nó tái tích lũy thêm nhé. Nhìn chung là KDH cũng tương đối khỏe và chờ tái tích lũy thêm thôi. Ngày hôm nay đánh khá bất ngờ nó quay trở lại một cây engulfing giảm xuống. Thì đối với những nhịp mà nó đánh như một cây này thì chúng ta chờ những tín hiệu mà test lại. Test lại kênh này chúng ta có thể tham minh chốt lời bớt vị thế ra và canh những nhịp rung lắc chúng ta mua cover lại bên dưới này. Đạm Cà Mau hôm nay côn rồi đúng không? PLX ngày hôm nay chúng ta có gách này, TLH gách, PC1 này. PC1 thì vẫn đang bị bán ở trên cái vùng giá 30 cộng trừ. Nhìn chung là dòng tiền chưa xác nhận dòng tiền vào đánh đâu. Chúng ta chờ xác nhận, nhớ là PCM có điểm mua ở vùng giá 28.x. Còn điểm đánh là chúng ta sẽ phải chờ vượt 30, vượt 34, 31, 30.4. Sau đó có nhớ là dòng tiền vào phải một phiên cái con bán cao hơn cái này thì chúng ta mới xác nhận đánh. Còn chúng ta đánh Đạm Cà Mau ngày hôm nay đúng không? Đạm Cà Mau khá ổn. Chúng ta có TLH đây. Cổ phiếu này chúng ta sẽ phải tham minh chốt lời bớt vị thế là 30, canh gì test lại vùng giá 26 mua tiếp và có thể là đánh lên trên vùng 34 36 nhé. Chúng ta có gách, ngày hôm nay đánh khá hay đúng không? Gách này. Cổ phiếu gách thì chúng ta có có spring đây, sau khi có cú spring con nhỏ nhá, spring con nhỏ này, những cú test này, đúng không? Rũ bỏ đi lên thì chúng ta có cổ phiếu này sau lên vùng cung nó có một nhịp tái tích lũy ở đây. Đó, nhịp tái tích lũy và chúng ta có của tín hiệu của major side trend cũng là cái nhịp mà side trend của tái tích lũy đúng không? Thì cổ phiếu này chắc chắn nó sẽ đánh lên. Nhìn chung là không có cửa rơi được. Chúng ta chỉ là canh đánh những cổ phiếu như này thôi mà. Đúng không? Làm sao mà chúng ta cứ đánh đi tham minh những cái cổ phiếu kênh dưới, bất động sản kênh dưới làm gì cho mệt. Rõ ràng cổ phiếu này về mặt xu hướng thì break khỏi xu hướng giảm trước đó đúng không? Test lại thành công, tái tích lũy thành công, điểm mua ngày hôm nay chúng ta mua ở 14.x. Và nếu những nhịp rung lắc về đây tái tích lũy trong vùng này mọi người là cơ hội, chúng ta sẽ mua mới ở trên vùng này, những nhịp rung lắc là cơ hội nhá. Cổ phiếu gách thì chúng ta sẽ đánh lên SNR ở trên vùng 16.x là ít nhất này, và cái vùng poi này, vùng 18 19, đấy là những cái vùng chúng ta sẽ tham minh đánh lên trên đó. Thì gách ngày hôm nay đã mua phiên sáng và đã có tím luôn đó. Buổi sáng đã côn gách ngay thời điểm đầu phiên sáng mọi người, giá 14.x mua luôn đó. Chúng ta view này ít nhất lên trên vùng này. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với phái sinh đi. Về cơ bản thì phái sinh thì chúng ta có một cái xu hướng tăng và H1 đang đỡ được giá ở trên SM20. Rõ ràng đây là một cái nhịp mà có dòng tiền quay trở lại đúng không? Có von long quay trở lại của phái sinh. Và mục tiêu thì chúng ta đang chờ đợi là cái vùng giá cạnh trên của cái đường hai bên này, xem nó hold được giá hay không. Cái vùng 16, 17, 18 vẫn là vùng mà cản gần nhất của phái sinh rồi. Tuy nhiên cái vùng này chúng ta đang chờ đợi hấp thụ cung và đi lên, và mục tiêu chúng ta sẽ đánh lên trên vùng giá 30 đến 34 đúng không ạ? 30 34 trước khi chúng ta có một cái nhịp mà điều chỉnh và tạo ra phân kỳ hai đỉnh của H1. Đó, chúng ta sẽ kỳ vọng có thể đâu đó giá sẽ đánh lên trên vùng vùng giá 25 đến 30, sau đó mới sọt chỉnh được cho H1. Đó, còn cái nhịp mà gần nhất chúng ta tham định là mốc giá 16, 18 sẽ có những nhịp rung lắc thôi. Còn mục tiêu chúng ta có thể chúng ta sẽ đánh lên trên vùng 25, 30 cho một vài phiên tới. Đó, về xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng của chặng ngày, đúng không? Đỡ giá trên SM20 và cái vùng, nhớ là lưu ý nhé, cái vùng mà OB gần nhất chính là cái mốc giá 20 đến 23 vẫn là vùng tham mình có một lệnh bán điều chỉnh xuống, rung lắc ở đây. Đó, một nhịp rung lắc đây trước khi mà giá quay trở lên OB ở trên cái vùng giá 30, 32. Đó thì là vùng chúng ta sẽ tham minh sọt xuống. Đó, sọt xuống. Đấy, hai mốc này có tham minh sọt. Còn mốc long thì tất nhiên rồi, cái vùng SM20 vùng 06 cộng trừ này. Qua Shimodo vùng 98 đến 0x, đúng không? Đây là hai vùng chúng ta tham minh đánh long được. Đó thì đây là cho những cái nhịp mà tham minh mốc chơi ở chặng ngày nhá. H4 đấy. Ngày hôm qua view H4 rồi, đúng không? Giá chạm đường hai bên, đúng không? Thì rõ ràng cái vùng giá 16 buổi sáng ấy, 16, 17, 15 buổi sáng mình sell sọt về sao? Chúng ta đánh về vùng cạnh dưới, đúng không? Cái vùng qua Shimodo 06, 05 này. Đó. Và hiện tại thì H4 nó cần cái gì? Rõ ràng bây giờ cái đường SM20 đang bẻ lên rồi. Thì H4 chúng ta sẽ cần một hai cây rung lắc ở đây trước khi mà nó có thể đánh break được lên. Nó break được lên trên vùng này. Và lưu ý là quản trị vốn bớt ở trên vùng 2x nhé, có những kèo long. M5 thì chúng ta thấy là quay trở lại xu hướng tăng rồi, đúng không? Giá có một cái pin 3 ở cuối phiên. Nhớ là von tăng, mọi người chú ý là những cái nhịp đánh nó tương đối đơn giản thôi, von tăng nhưng mà giá không giảm, đúng không? Giá không giảm và đóng đến đây này, những cây spec đến. Nhớ là nhìn thân này. Đó, spec đến giảm dần nhá. Là những cái nhịp mà chúng ta có những nhịp hồi phục đi lên hoặc là pullback đảo chiều đó. Đó. Về cơ bản chúng ta sẽ có những cái mốc tham minh long short như sau cho phiên ngày mai này. Phái sinh thì hiện tại đang chạy ở trong kênh song song này. Cạnh trên là 16, 17. Cạnh dưới là vùng 06, 08. Đó. Cạnh dưới chúng ta long lên, cạnh trên có thể tham minh sọt xuống. Tuy nhiên là với cái thế đánh này thì cạnh trên chúng ta khi mà giá điều chỉnh khoảng tầm 3 đến 5 điểm chúng ta chủ động chốt lời nhá. Đó, và ngày hôm nay khi mà cái nhịp buổi chiều đẩy gáp lên có một cái vùng giá 09. Vùng đang tạo gáp thì rất có thể là đi lên trên vùng bên trên, sau đó quay trở lại mốc 0908 này chúng ta mới long được. Vậy chúng ta sẽ tham minh đánh protection đã, long short tại multi level nhé. Vùng long ở vùng 0608 SL05. Một cái nhịp long sau khi mà nếu như có quét thanh khoản vùng 03 thì chúng ta sẽ chờ đợi vùng SNR vùng 98 đến 00. Đó, quanh cái vùng này chúng ta sẽ đánh long. Đó, một trong hai mốc này chúng ta sẽ đánh long và quản trị vốn khi mà giá chạy. Đó, và chốt lời dần, thứ nhất là cạnh trên của vùng 16, 18 này. Còn vị thế short thì chúng ta sẽ ưu tiên cho ngày mai. Thứ nhất là vùng quanh vùng gáp chỉnh của D ấy. Vừa nãy mình view mốc 21 đến 23 chúng ta sẽ short chỉnh được nhé. SL248 và một nhịp mà short ở OB cực trị ở bên trên, nó chính là vùng 30, 32 SL33.8. Còn nếu như đánh trend thì có thể là short ở quanh mốc 32, 34. Nhìn chung là quanh cái vùng 31 đến 34 ấy, SL35.8 để chúng ta sẽ nới cái SL lên một chút nhé. Đó. Thì đây là những cái mốc mà chúng ta sẽ tham minh. Và đánh chi tiết update sẽ có trong Zoom khách hàng mọi người nhé.